Thưa quý vị, để thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024, Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và chủ tịch ủy ban dân các huyện thị xã thành phố cần quyết liệt thúc đẩy giải ngân đầu tư công nhanh hơn, hiệu quả hơn bằng các biện pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Trong đó, chủ tịch ủy ban dân chỉ đạo cần tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của chương trình phục hồi, ba chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ các dự án công trình trọng điểm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các cấp chính quyền, thành lập các tổ công tác để mạnh tháo cờ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý các hiện tượng trì trệ bằng các biện pháp cán bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu từng cá nhân, từng tập thể thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư công cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và hành động quyết liệt để tháo gỡ, xử lý các khó khăn vướng mắt cố gắng quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước.